món ngon bùng vị. Em dù cho trời nắng hay mưa, chỉ thích có ly trà sữa bên cạnh. Anh thì khư khư trong tay là tách cà phê đắng ngắt. Dù có yêu nhau đậm sâu thì cũng đôi khi cảm thấy âu sầu. Hương vị đôi ta chẳng thể đến gần, nhưng nào anh có biết em yêu anh như Black Macchiato, yêu anh như trà sữa Hokkaido, yêu anh yêu mãi như yêu ô long và trân châu trắng, yêu anh một chút đắng trà đen, yêu anh là hạnh phúc trà sen. Trong gai vượt bao ưu phiền, ngọt bùi khi xưa nay đã thêm chút đắng. Em yêu anh như Black Macchiato, yêu anh như trà sữa Hokkaido, yêu anh yêu mãi như yêu ô long và trân châu trắng, yêu anh một chút đắng trà đẹp, sau tôi rất là nhiều vlogger. Các bạn có thấy vlogger các bạn có thấy không? Đây là kênh Bùi Công Nam TV. Còn phía trước tôi đây, đi bên cạnh tôi là kênh của Diệu Nhi TV ạ. À. Diệu Nhi official, nhưng mà clip này official là chiếu ở trên đây Forest là kênh Studio của nha. Bà cầm vlog. Bà cầm vlog. Anh Bùi Công Nam. Bà cầm vlog thì ghê quá à. À bây giờ mình search một cái câu tiếng Thái mọi người. Tôi đang sờ một cái câu tiếng Thái để cho cái ông xe ôm của tôi chạy theo xe của ông xe ôm của Diệu Nhi đó mọi người. Đường xá tất cả mọi thứ là có vợ tôi lo cho tôi, còn bây giờ là tôi không biết phải làm sao. Mấy gì nhắn tin nhung nhớ mà. Ôi ông Ren.
Together. On way together. Nữa anh đợi nha. Dạ. Tiền sớm anh bao luôn, ok chưa? Ok chưa? Ok, go, go. Nhưng mà nói thật lòng luôn là chạy xe mà không đeo nón bảo hiểm tự nhiên cảm giác nó không có an tâm mọi người ơi. Mình đội nón bảo hiểm mười mấy năm mà mình quen rồi. Cho nên là giờ tự nhiên mình thấy nó ớn ớn. Một con đường cực lớn luôn. Ở phía trước tôi là đang có Tiến Luật và Diệu Nhi. Wow, bây giờ ra ánh sáng rồi mọi người, ra thành phố rồi. Đây, mọi người có thể thấy khu sầm út. Nãy nay tôi bị tắt tiếng luôn rồi. Cảm giác như tôi đang bị viêm họng mọi người ơi. Các bạn có thể thấy đây là vlogger Tiến Luật. Như tôi có một cuộc gọi, không biết ai gọi đây. Đây là nhóm của chúng tôi đang gọi nhau. Chị không có gọi cho em, chị gọi cho hai đứa kia. Mọi người ơi, không có quen cảm giác ngồi xe Honda không đội nón bảo hiểm mà anh chạy sát xe hơi quá. Ôi sợ. Mọi người đã đi trước rồi ạ. Và bây giờ mình và kênh vlog Rain Evan sẽ đợi xe để đi tiếp. Anh ơi! Không đi. Sợ không đi, anh qua vẫy tay mà, sợ không đi. Ý là người ta sẽ phải ra đây nè. Ông bảo là ông đang đợi mình để đi mà. Yeah, ông bảo qua vào đây con này mà. Wait. Xin em que soi chịt. Soi chịt. Có 200 bạc mà anh. What? 200 á? Ủa. Ông bảo 200 á? No. Nga. 200 bạc luôn mọi người. Anh ra sao đi mà người ta ảo giáo. Anh ra hơi bị ảo giáo rồi. Thôi qua bên kia đứng tiếp đi, bên kia đứng đón. Đặt đứng bên kia. Đó. Ảo giáo rồi. Vẫn theo cô bé ấy nha mọi người, đây cô bé này đây. Chúng tôi vẫn theo cô bé ấy, không rời xa nữa luôn. Rất là hoang mang rồi, anh vừa mới lách qua hai chiếc xe ô tô. Này lên tự do hay sao á, là rất là hồi hộp luôn á mọi người. Mọi người thấy đây, phía trước là xe ô tô rất nhiều, ảnh cứ len lỏi anh chạy thôi. Anh ơi, mấy cái cú mà chạy vô giữa hai cái xe hơi sợ quá sợ thiệt sự luôn á. Ví dụ mà ở Việt Nam mình cầm lái mình chạy thì mình thấy không sợ lắm, mà tự nhiên biết sao mình sợ nữa không? Không đâu, nó bảo hiểm mình bị ớn, mình đổi nó lâu quá mình quen rồi. Giờ mình không bảo gì mình đâu ớn được à. Xíu. Đường xe phá giao thông khá là đông lúc. Con mò. Nè, xem que soi chịt. Ồ, soi giả, que soi chịt, soi chịt. Khi trong cái thêm chứ. Phải giả, soi chịt. Separate, because I think if we go together, it's going to be a problem. Like, yeah, in Vietnam. Yeah. So, one by one, right? Yeah. Okay. How much? Yeah. 75 baht, right? Oh, okay. Go together. Okay. Thank you. Đây là gọi là trải nghiệm mà đi chơi, gọi là đi phượt đấy ở Thái Lan, đi gọi là xe máy. Thái Lan thì người ta cũng không có, vẫn thấy khá là lạ, nhưng mà người ta không có, thế bảo người ta không có yêu cầu là đội mũ, thế mình cũng kiểu ok không đội mũ thì thôi. Ok, thằng thanh niên Hà Nội qua đây vẫn bể lái được nhá. Cái này rất là kiểu kỳ tích vì sẽ khoe được với bố mẹ là ôi là con đi được cả xe ôm ở bên Thái ấy. Bây giờ nhà suốt thì con đi xe máy được đâu. Đây này đi xe máy thích thật.
mà mấy anh trong ấy có tổ lái phết rồi, mấy anh ở Thái Lan tổ lái phết. Mấy anh ở Thái Lan tổ lái phết nhở, tổ lái phết đấy, nhanh phết. Rất là hoang mang luôn ạ. Những cái khe rất hẹp mọi người à. Hai vlogger này đang trao đổi với nhau điều gì đó. Anh không biết đường không giờ. Cho nên em nói mình đi đâu mình cũng phải mình để mình theo dõi mấy ảnh. Được xe chưa? Mà không thấy đứa nào bắt máy hết. Chỗ này đúng quá, hầm gọi là hầm đường cái gì nhỉ? Cầu Giấy luôn mà. Chỗ này giống đường Cầu Giấy. Siêu giống đường Cầu Giấy luôn. Các bạn xem, khác gì đường Cầu Giấy đâu. Hà Nội mình đây này. Nhiều đoạn nó rất giống Việt Nam luôn. Thật ra là rất là giống. Nhưng mà nó có một cái gì đó cũ hơn, có một cái gì đó nó máy móc hơn một tí. Bởi ông lách một phát sang bên một cái làn khác luôn mà. Ảo thật đấy. Luôn lách. Ui, mấy thanh niên này lách sang một làn khác luôn mà. Lách kìa, ai luôn đi. Ảo, phết. Siêu các bạn. Vặn ga lên anh phóng, anh không chờ. Xích mây như là chưa ngóng, vì em gọi đường dây nóng. Tại sao vì một cô gái đã khiến tình đập hăng hái. Here? Okay, thank you so much. Okay. Để cắm trà cho cũng được này. Có tiền đây okay. Này. Thank you. One second. How much? Thank you. Ủa sao chỗ này nhìn giống kiểu nhiều thứ ấy? Chỗ nó giống phố đi bộ ấy. Nó kiểu, nó vừa giống phố đi bộ, nó vừa giống cái chỗ mà kiểu chỗ Vincom Center ấy, 3 triệu ấy. Nhưng mà từ từ để kiếm mọi người đó, mọi người đang chờ mình đấy. Hình như em có từ 50 đây nè. Thank you. Một người 150 bạc mọi người ạ. Một người 150 bạc mọi người ạ. Một người 150. Không phải 75 đâu. Khu này giống như là khu phố đi bộ của Sài Gòn. Quan trọng mình tới đúng chỗ không á? Được. Chị Nhi đang ở trong này nè. Đó. Trong khu này mà. Ở đó. Chị đang ở đâu cơ? Đây đây đây, mình đi theo định vị đường nè. Ê, cái gọi này nó cứ bị tắt suốt đi. Không, nó đâu có tắt đâu, nó đang nháy mà. Ê, có nghĩa là... Nè, nó nháy nháy lên là nó quay. Nó không hiện cái này lên thôi. Ừ, rồi. Nó không hiện lên thôi. Ồ. Ông ấy bảo là... Ông ấy làm Ren cứ tưởng là mỗi lần làm như thế là nó kiểu nó tự tắt. Không, không. Xong mình kiểu mỗi lần kiểu như thế, Ren cứ ấn này lên. Ấn đúng không? Nó có ấn không? Chị nhá, để cầm xem thử. Ơ? À, chị đang ở đây mà. Ủa đây nè. Ê, Ren ơi. Đây. Ủa? Gọi điện cho tụi em không bắt máy. À tại vì tụi em để im lặng đang đi xe ghê quá. Ồ vậy á, không biết tụi em có bắt được xe nhanh không? Bắt rồi, bắt cũng được. Bao nhiêu tiền người vậy? Đầu tiên là có cái ông nó không bắt mà 200 bạc.
Ông này 150 nè. Ủa 150 hả? Ờ 150 một người lận á. Em có 75 bạn. Sao lúc đầu nói là 75 mà? Ờ chả hiểu nữa. Lúc đầu nó chỉ là 75 thôi mà. Ông kia ông nói em 75 thì em cho ông thành 100. Ông này chỉ cho 100 rồi thêm 50 ấy. Anh đưa 100 triệu rồi mỗi người thêm 50 nữa. Lương thôi đấy. Cây của em đâu, em dơ lên chứ em vứt lung tung vậy. Vlog. Vlog về thấy quần thấy áo thấy sột soạt không? Yes. Mình đi mình đi đâu đây? Cái này là ở đâu chưa đi bao giờ? Cái này là Lido, nó là em đi tới chỗ em mua cái bông đi. Anh Lido bông thôi để đi vòng vòng đi, đến lúc đấy là gần đến đấy thì em sẽ mua luôn. Nhanh lắm, em biết chỗ đấy rồi. Vậy mình đi thẳng lên chỗ đó đi. Là đi đường nào? Ở đây á, mọi người có một cái quán đồ ăn Thái á, à. Nó rất là nổi tiếng luôn, nó có từ năm 1981 nha mọi người. Đâu em? Từ nó ở khúc nào nhỉ? Đồ ăn Thái gì nữa? Nó có một cái quán ăn Thái gì nữa luôn. Mọi người ăn mà không thể chê đúng không? Thôi thôi, no lắm rồi em ơi. Ê, em giới thiệu thế để mai mốt mọi người đi thôi. Chị cũng sình bụng luôn rồi nè, mua đồ chứ thở không nổi. Ở đây có quán màu hồng, có một quán trà màu hồng nếu mọi người muốn chụp hình. Không. Chụp hình giờ chị không thể nào mà còn cái tâm trí nào nữa. Hồi nãy xe chạy ghê quá chị không nổi luôn á, em không có dám hở cái chân ra luôn á anh. Em lấy hai cái đùi em kẹp ổng luôn á anh Luật. Em lấy hai cái đùi của em kẹp người ổng vô luôn nè. Kinh khủng. Ông chạy xuyên mấy cái kẻ xe á, à. Sợ dữ sợ. Đi xe ôm truyền thống ở Thái Lan bị sạc tiền cho mắt nha mọi người. Thằng bé này đi chỉ có 75 bạc nó cho 100. Tụi tôi đi cũng đoạn đường đó lấy 150. Không thể tin được. Thế đường phố nó rất là khá giống Hà Nội. Không phải là khá giống Hà Nội. Khá giống Hà Nội hả? Ờ. Anh thấy giống phố đi bộ Nguyễn Huệ hơn. Ờ. Không mà ý là đường đi từ đây ấy. À. Em xem có đoạn giống yên Cầu Giấy luôn mà. Mọi người có muốn đi đâu không thì quẹo. Anh chủ yếu đi theo mấy đứa chơi thôi, anh không mua gì hết. Vali anh đầy lắm rồi. Hết tiền rồi. Đơn giản là hết tiền rồi. Chị nói nè Cầm ơi. Dạ. Bây giờ mình có một tiếng ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ em đi vô em mua cái bông đi xong đi ra em lên gọi đầu đi. Ô trên này gọi đầu được hả? Ừ. Em tới đây gọi đầu hả Nhi? Em phải đi gọi đầu. Cái đầu em ghê lắm rồi. Giờ lên gọi hả? Đi gọi đầu à, đây xem quay đây. Ảo ấy. Thật á? Cái gì cơ? Đi Thái Lan đi gọi đầu làm gì? Tại vì đầu này không tự ngồi được. Em gọi đầu thì anh cắt tóc luôn chứ em sao giờ. Lắm, em gọi nhanh lắm ấy. Em gọi nhanh thì anh cắt tóc luôn. Ok, để em anh lên anh đẩy tóc anh luôn chứ có gì nữa. Hay mọi người cứ đi để em tự mua cho em chạy ra chỗ mọi người. Thôi đi chung cái gì chung hả? Chứ mọi người, em mọi người biết đi mua gì đi đâu. Thế à? Mọi người không muốn shopping hả? Sao em đuổi tụi anh đi vậy? Em không đuổi, em sợ mọi người đợi em lâu. Không có đợi gì đâu. Shopping gì? Ý là em đi đâu? Và bây giờ mình sẽ đi đến xem. Chỗ để mua cái con gấu bông đấy thì hôm nay chị Nhi đã cho mình 1.000 baht. À không, chị Nhi cho mình 2.000 baht. Nhưng mà mình chỉ dùng 1.000 baht thôi và mình sẽ làm một cách nào đấy để trả lại 1.000 baht cho chị Nhi. Nó có mục tiêu của em đó là, nhưng mà nếu lỡ may trong trường hợp hôm nay em hết tiền thì mọi người thương xót em được không? Mục tiêu của em là gì vậy? Mục tiêu của em là mua được một con gấu bông. Con gấu bông nó tận ngàn lận. Quá. 1.000 quá. Trời ơi, tận 1.000 thôi được rồi. Để anh lo. Hết 1.000 luôn á. Anh lo cho em 10 bạc. Còn 990 bạc thì em mượn ai đi? Tiền. Em còn 3.000 mấy 4.000. Nè mua 2 con cho chị. Nè mua 2 con cho chị. Lâu lâu mới đi nước ngoài mình có dịp mua một lần, mua hai con khác màu. Tôi đang có ổn không chứ? Có chỗ nào để con? Quả kính đẹp đấy. Kính đẹp phết đấy. Ô mà đeo đẹp á. Dạ. Anh đùa, anh thật nó đâu. Ui, đẹp da luôn. Thôi. Đẹp da. Anh đẹp da luôn mà, em nói thật. Anh không tin mày. Ê, em bảo. Để anh, Nhi ơi, Nhi. Một câu công tâm anh đeo được không cưng? Được. Nha. Anh chứ anh không tin thằng Ren nó kêu anh đẹp. Để thấy xinh mà trẻ. Ok đúng không? Nhìn nó thời trang ấy, chứ nó không phải là bị quê ấy. Anh lấy cái này luôn.
không đi quê một tí nào luôn thì ok mà. Lấy đi. Giờ anh lấy cái kính này, mà lấy kính đó đi. Cho thử cái này, thử. Cho đi thử cái này. Đấy, cũng hãy mua được một món. Em lên xem trên kính, em thích kính lắm. Anh cũng thích mà. Nhưng mà bà nói đúng sự em, thật. Em nói thật, em nói thật, em không bao giờ kiểu như thế, em không phải kiểu đấy anh ạ. Em nói là em nói thật ý, kiểu nhìn nó bác học thật ý. Thì em bảo là anh nên lấy. Trước anh bị mày cái nón là anh giặt, anh ngại mày lắm luôn rồi đó. Anh phải tin em. Giới thiệu anh cái nón mà ai. Anh phải tin em. Cười anh thôi đó. Nhưng mà anh tin một quả kính rồi đấy. Chắc mỗi mũi này nó đang vào. Thôi ra tính tiền cái kính đi. 1.000 là 700. 200 là 140, có 800 mấy chục ngàn à. Không tới 1 triệu nữa. Thế anh đến với mày, anh đến với mày 500 nhá. Cho mày tiền, cho mày mua tụi tiền nhá. Ok chưa? Chuẩn luôn. Thì mày tính tiền cái kính đi. Anh cho mày 5, anh cho mày 500 bạc. Ok chưa? Ok. Ngon đấy nhỉ. Em đang gọi là để xem là nó có hợp mặt mình thực sự không hay là như thế nào. Anh đeo được không ạ? Anh đeo được đúng không? Đeo mất cái này. Ok ok được. Cái của em đẹp mà, nó nghiêm túc. Mến thì đến thôi em ơi, quan tâm gì? Em căng thẳng quá, em không biết là nên mua. Em mua cái gì, cái kính đó hả? Anh luộc cho em 5 xị rồi. Nhất thôi, để gì? Mua đi. Mua vào đi. Vào luôn rồi. Cái áo này hợp với lại dáng anh lắm nè. Cái nào cân? Đây nè, free size. Free size nè. Free size nè. Ok. Em đùa với anh à? Thiệt mà, free size đó anh Lộ ơi. Ngay hơn đấy. Sao trong này cái gì nó cũng có? Mày không hiểu luôn. Chứ đến vào một cái shop mà cái gì nó cũng có này. Thấy có vẻ như tôi không hợp với bất cứ thứ gì trong này. Thế nên tôi quyết định tôi sẽ không mua gì cả. Tiền vậy? 9.200. Không có tiền. Không có tiền không lấy đồ nhiều quá làm chi vậy? Mua gì nữa? À có bé kia. Có ly em còn chỗ hả? Không. Rồi sao em cầm vậy? Em xách tay. Em đang có hành lý xách tay đâu. À rồi chị hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ là không có tin tưởng chị đúng không? Em có cái điện thoại không kìa, lấy điện thoại cầm đỡ đi. Điện thoại em à. Em cầm cái giỏ sách của em cũng cho chị cầm cố đỡ cái mắt kính Dior, cái mắt kính Dior này đi. Mắt kính đó là cũng là mười mấy ấy, mười mấy củ ấy. Ừ. 9.000. 9.000 mấy ấy. Mua nhiều phê đấy anh chị ơi. Yeah. Rồi mình sẽ đi mua bằng cầu bông. Đang đi lên lầu. Mình vẫn chưa tìm được cái tiệm ở đâu cả. Quá trời tiệm luôn. Tiệm rồi. Thấy à, thấy mọi người. Đây này, cái tiệm đó ở đây nè mọi người. Yeah. Lily thấy cái tiệm này rồi. Mua được con này, mọi người mình sẽ mua con này. Quá nhiều. Rất là nhiều kiểu khe bia ở đây. Nhưng mà mình sẽ chọn con này. Vì nó xinh nhất ý. Mình sẽ chọn con này. Alo, em đây ạ. Có lên lầu không em? Đi vô xe ạ? Nó là lầu 1 đấy chị. Hả? Nó là lầu 1 đấy chị.
đấy ạ. Em đang ở lầu mấy? Em ở lầu 1, em ở lầu 1 ạ. Ồ, ok, vậy để chị đi đến đúng cái định vị của em nha. Dạ, 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 dạ. Mọi người đi đâu hết rồi anh? Mới mua luôn hả? Mua luôn. Bình thường giờ mua nhiêu ạ? 2.000. Ồ. Mắc cơ hả? 1.400. 1.400 đó. Chết rồi, em hết tay rồi. Em phải cầm cái này. Cầm giùm chị. Ok chị. Chị mua nhiều vậy luôn hả chị? Chị mua cái này là bằng... Đây là túi đồ của Nguyễn Thị Diệu Nhi đây mọi người. Chắc bằng là tổng số tiền anh em tôi cộng lại. Mà rất là mệt mọi người biết sao. Tôi phải xách một quyệt đồ thật bự của người chị Diệu Nhi. Tôi không hiểu sao mà chị có thể mua thật nhiều đồ để cho một người em phải cực khổ mang đi theo chị suốt một quãng đường rất dài. Đúng là bản chất của một chú cá heo, một cô cá heo. Nhiều khi cuộc sống chúng ta cũng không thể nào mà biết trước được ai là ai. Tôi thấy chị Nhi quá là phiền phức mọi người ạ. Chị nghĩ sao mà chị để cho tôi bê một cái bịch đồ thật to, thật nặng và đi trên một quãng đường rất dài như thế này. Đây, đây chính là khuôn mặt của chị ta. Đây mọi người, nhìn cái của chị ta. Đây, vô khu này là khu sành điệu đó, vô chị tập chụp cho tấm hình. Là... Đứng đây khu sành điệu đi. Chả phải nghĩ gì cả. Bỏ đó đi, đứng đi chụp cho. Rồi đó. Chị ta quá khỏe. Chỗ này chỗ sành điệu đó Nam ơi. Một cái gì tiếng người nặng như thế này. Thôi sao đông quá vậy? Nam ơi, bên đây đẹp hơn nè. Chị ta nói mình chụp hình thì mình chụp hình thôi chứ mình cũng... Ok đâu, mình đâu có thích lắm đâu. Tạo dáng ở nè Nam ơi, đừng có tự xuống với cái máy quay nữa. Chụp hình đây nè, có coi hình kỷ niệm không? Ok. Ben đâu? Nhìn giống đi buôn đồ quá Nam ơi. Kéo áo lại kìa, kéo cái áo xin lại. Ờ. Tôi muốn bỏ cái bịch đồ của chị Diệu Nhi lại chỗ này. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xách giùm chị tới nữa, chị bo cho 100 bạc. Trời đất ơi, tôi phải bê một cái túi sách đi từ lầu này sang lầu kia dài ơi là dài, gọi là chị bo chứ không phải là chị trả công cho tôi. Đáng xấu hổ, kinh tởm. Cái cầm ở đâu vậy? Em đang nhắn. Một thành viên tách đoàn bây giờ tách luôn rồi, giờ phải đi kiếm nó lại. Một thành viên nhỏ tuổi nhất và quá phiền phức mọi người ạ. Cô ta, chắc cô ta nghĩ là cô ta nhỏ cho nên là cô ta muốn được mọi người phải nuông chiều. Nhưng mà sao được, đã sống trong một tập thể. Tại sao vậy? Hả Cầm ơi, em làm sao? Một khi để bốn con người như thế này để bước từng bước chân cực nhọc đi tìm mình là sao Cầm ơi? Xuống luôn hả? Ủa lên hả? Gọi chắc ngủ rồi trong này rồi. Wow. Alo, em đang ở đây nè. Ở đâu? Chị đang ở đây này. Chị ra đấy rồi hả? Dễ thương không? Em qua liền, em qua liền. À, chưa mua à? Em mua rồi, nhưng mà em đang ghé ở cái tiệm ngay cạnh đấy luôn. Ôi, vậy chị qua tiệm ngay cạnh, chị cũng để ở tiệm ngay cạnh. Đây. Kìa kìa kìa. Ngay cạnh đâu mà ngay cạnh. Đấy á. Mua ba đi không? Đừng đổ hôm nay. Em đã mua được cái đó này nè mọi người. Rồi lên máy bay sao? Cầm máy bay sao? Thì cái gửi nhưng mà nó có rất là nhiều màu luôn. Con gấu đó nó có tác dụng gì vậy Cân? Vì nó không đẹp được anh. Con này ở đây siêu đẹp, chỉ có con này ở đây mới đẹp thôi ấy. Chính hãng nó là Care Bear ấy anh. Nhưng mà... Có.
1.000. Em đi đâu nãy giờ? Em đi qua đây nè. Tại sao em đi qua đây mà em không nói? Tại vì sắp đến giờ rồi, em thấy mọi người đang mải mua nên em qua đây trước. Và em có bí mật riêng của em. Mọi người phải đi tìm em rất lâu và rất nhưng mà nhiều. Ở bên này nhiều thứ lắm anh. Ở đây nhưng mà những con người này đâu có mang cái bó này như anh đâu. Trường Trường nhóm có vẻ quạo quạo. Trường nhóm bị quạo. Trường nhóm bị quạo rồi. Trường nhóm sắp đồ cho Diệu Nhi có 100 bạc thôi. Trường nhóm bị quạo. Đồng tiền đi trước đồng tiền con. Bạc nó cũng là tiền nhưng mà vấn đề ở đây nó không phải là câu chuyện. Đồng tiền đi trước đồng tiền con. 200 200 thì nó cũng là được rồi. Khác liền. Nói chung là mấy cái này thì chị em với nhau mà bỡ giúp nhau thôi, có gì đâu. Nên là xin em xin lỗi mọi người vì đã có gì mọi người mà phải đi xa như thế. Em ơi, em mua con đó bao nhiêu đấy? Mua con đấy 1.200 chị. Này 1.200 á? Trả chị lại 800. Dạ, thì em trả liền. Xíu mới trả nha, xíu mới trả nha. Mở chân quá. Chưa một lần dòng chê tung bay, chưa một lần thấy cơn gió mát đen vậy. Thấy nơi đó nhiều thứ mới là không chịu được ta. Mới yes. Con này tầm 1.200 à? 1.290 gì đấy. Cảm ơn anh Luật vì đã luôn ủng hộ gọi là đàn em. Một người anh quá là quá là đúng rồi. Anh Luật muốn có 70 bạc thì anh Luật sẽ thu tiền của chị Diệu Nhi 150 bạc và chị Mộng Cầm 100 bạc. Đó là tùy quyết định của anh Luật. Tôi giao cho anh Luật lợi nhuận là 100 bạc. Tôi rất thương trưởng nhóm luôn mọi người. Đây, đây là cái gương mặt mà khiến cho mọi người phải đi từ lầu 1 đến lầu 8 để tìm. Không, không phải lầu 8 mọi người ạ. Chỉ là lầu 2. Và đây, đây các bạn có thể thấy một cái bịch đồ thật to của cô Diệu Nhi. Tôi mang đi từ lầu 1 đến lầu 8 của cô Diệu Nhi nha. Để tìm lấy được cô bé Mộng Cầm này đây. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cho em nước dừa 8 nha. Chai. 8 chai. 8 chai. Cam ấy, hả? Ấy. Cam hả? À, one more orange. Cho quýt một cái coi. Giờ chúng ta đang đi trên đường về mọi người ạ. Chúng ta sẽ về bằng xe máy hay là về bằng túc túc đây nữa. Sẽ về bằng túc túc cho nó đông vui. Sau chuyến đi thì mình đã mua được những thứ này. Điều hòa anh mua bất kỳ. Cái kia đây mọi người. Cái kia có thể nhìn ra. Cái kia đây. Tường lớn chim su và món ngon bùng vị. Công nhận cái anh Phúc giới thiệu cái quán này công nhận là chất lượng á. Tao đẹp. Tối nay em có về phải thức viết nhạc nữa không Ren? À, em phải làm việc thôi. Ủa anh Luật, sao cái hình này nó tương tác cao vậy? Cái gì? Ê tiếng Thái, anh Luật ơi. Anh có thể dịch menu giúp mọi người được không? Em muốn ăn sầu huyết ấy. Cái này là gì á chị? Đây là Wat Pho. Là chùa có tượng Phật lớn. Là Wat Pho. Là chùa có tượng Phật lớn. Thật ra là em biết rồi, em biết rồi. Cái này là cái nơi em hỏi để em biết, em thử thách cái kiến thức của chị thôi. Cái này là cái nơi mà có một cái tượng Phật dài nhất Thái Lan. Còn đây là Hoàng Cung. Bình thường á là chị toàn là đi buổi sáng thôi. Oh. Đi vô trong đó tham quan chụp hình á, lần đầu tiên đi buổi tối đây luôn á. Oh. Mà cũng lần đầu tiên biết cái quán này hay thiệt. Quán này là anh Phúc chỉ phải không? Ờ. Hay thiệt. Tôm nướng, mực nướng, cổ heo nướng, bò nướng. Mà rẻ vãi. Ừ. Thắt bò. Sao rẻ quá vậy? Đi đâu cũng có cái món này nè. Mình nhìn xem là người ta đang hay ăn. Cho anh chai bia nha. Thấy mọi người bò nè. Bò. Rồi đồ Thái nè. Sầu huyết tiếng Anh là gì vậy? Sầu huyết.
Sầu huyết. Sầu huyết. Ờ, cái mặt tách ra. Ờ, cái mặt tách ra. Shark. One. One or there are two, yeah, or three? One. Just one. Just one. Yes. And bảo một là cái à? Hả? Sầu huyết mà. Sầu huyết á? One. Sầu huyết tiếng Thái là gì? Đây đây. Sầu huyết. Sầu huyết. Sầu huyết. Ở đây không có sầu huyết đâu. Oh oh oh, this is the best. A signature in here. What's the rate? Ah, okay, one. Small size. One luôn đi. One. Mấy bia rồi mọi người, giơ tay lên giùm em đếm bia đi. Five beer. Yes, and give me one more water. Two water. Five water. Chị mua nhanh mà chị mua nhiều nữa anh. Nói chung là chị cũng cảm ơn Nam đã hỗ trợ. Đó, chị em mình mà, chị em mình nói chung... Thì chị cũng có chút tấm lòng, 200 bạc chị gửi Nam từng tiếp cho con gì đó. 240 bạc. Cái đó nó giống như là cái chỗ chị em gọi là giúp đỡ nhau thôi. Chứ cũng không có tiền bạc gì ở đây chị cả. Chị hiểu, có như là em giúp cho chị cái sức, còn chị giúp cho em cái giúp tiền gạo, tiền cơm. Tiền gạo cơm thôi, em đang khổ mà. Yes. Music ấy. Cấm, em đạt được mục đích của em rồi đó. Đúng rồi. Đâu, quen cho mọi người đi. Anh muốn phạt em. Tại vì sao em làm cho tất cả những anh chị phải đi tìm em từ tầng này đến tầng khác phải quá lâu. Phải bao nhiêu? Anh nghĩ là phạt em 100 bạc. Mọi người từ từ, bình tĩnh. Mọi người phạt em đúng không? Em tính làm gì để dụ dỗ anh đó? Mọi người đánh phạt em đúng không? Anh không có thích cái con này nha. Em dụ dỗ mọi người đi là ra không phải là vì con của bông này. Vì ra em muốn quà tặng mọi người. Và đấy là mục đích. Yes. Mục đích khác ở trong cái nhật ký của em đã ghi vào đấy rồi. Ô, ông xu lại ông ơi. Xin lỗi nhỏ cái đây. Tôi phải xem quà để tôi mới biết. Trời ơi, xin lỗi. Cái đó là tấm lòng của đứa em mà. Trời ơi. Không, tôi bây giờ tôi không tin tưởng. Nước đá uống thì sao? Nam tiếp mà. Can I have ice? Ice. Thank you. Em bảo nam tiếp thôi mà. Chắc ông nghe tiếp, ông tưởng là tiếng Thái Lan nào trùng cái tên đó. Cảm ơn chị. Đây rồi. Đây. Anh Nam á. Dạ. Anh Nam anh phạt em nên em sẽ tặng anh cuối cùng. Em đúng ra em phải khéo léo hơn. Em phải tặng tôi đầu tiên không, thì may ra tôi phạt anh ít hơn. Bởi vì hình như quà của anh là quà đắt nhất. Tình đắt nhất luôn. Thực ra biết sao không? Anh thử lòng em thôi. Em tại vì anh rồi. Vẫn rất thương em đó cầm ạ. Nhưng mà quà ấy là quà rẻ nhất. Người tặng đầu tiên để xem. Hỏi xong em cười là chắc cô nghi tôi rồi. Để xem người tặng đầu tiên sẽ là không. Người mà cầm dành tình cảm ít không nhất phải đâu, là cái ai. Ngày khó khăn trải em qua. Em chỉ mua thôi xong em đá vô cuốn họng tôi ở ngoài biển. Không. Mọi người bình tĩnh. Bây giờ em sẽ tặng quà chị Nhi trước. Tại vì chị Nhi đã mua tặng em con gấu này. Với giá tiền là giá tiền là 1.290 bạc. Wow. Dạ. Wow. Dạ. Chị đã mua được con gấu này theo ước muốn và nó lại là kỷ niệm của em. Yes. Và em sẽ tặng chị Nhi một cái móc khóa. Giá tiền. Giá tiền thì 15 bạc. Không, lòng của con heo. Lòng sao? Dễ thương quá vậy. Một cái móc khóa. Dễ thương em, okay. Chị rất là thích màu hồng. Đó nên yes. Em mới thấy đây thì em thấy hợp với chị. Dễ thương quá. Còn tới Ren nha. Ren thì là mua một cái bật lửa rất vô chi tặng Ren.
thật ra trong nghề á, được tặng một bật lửa là cực kỳ quý. Đúng rồi, em biết cái đấy mà. Nó lục ấy. Đúng rồi. Nó lục ấy. Thank you nhá. Đẹp trai lắm ấy. Yes. Okay. Yeah, super đẹp trai luôn. Oh yeah. Quà của anh Luật, tại vì anh Luật á, em muốn mua tặng vòng tay anh nhưng mà ở đấy không có, em không thể tìm được. Là em đã mua tặng anh một cái móc khóa, nó hơi vô chi. Nhưng mà nó là cây kem giải khát cho mùa hè và em mong là anh sẽ luôn luôn mát mẻ. Cái này là tình cảm ít nhất chắc luôn, quá rẻ. Không, xin lỗi nha, không anh tình cảm như vậy ra thành giá tiền được. Bây giờ nguy hết. Không, nó nhỏ thôi nhưng mà nó bây giờ là mát, hết. Nó không rẻ tí nào nha mọi người. Tình cảm trong đấy. Và quà của anh, tại vì em thấy là anh đi tìm vòng cổ. Dạ. Em biết là anh thích vòng cổ nên em đã mua vòng cổ cho anh. Dạ. Tình cảm một xíu, em nghĩ là nó hợp với anh. Wow. Thế nhưng mà anh phải nói một câu gì tốt đẹp với em đi. Anh nói cái việc mà phạt em ở đây là anh dọa em thôi, để cho em lo lắng là wow, em sợ quá. Nhưng mà anh không có bao giờ lấy tiền của em hết. Tại vì sao? Em là một cô bé rất là nhỏ nhắn, dễ thương. Anh không nỡ nào mà để cho em cảm lấy là những cái đồng tiền xương máu mình bỏ ra mà mình có thể mất đi được. Phải vậy không anh? Yes, cho nên là anh hy vọng rằng là lần sau em sẽ không có bị tái phạm như thế nữa. Em phạt anh một em nha. Em nói okay. Chuyện yeah. Em nói chuyện và em diễn giả giống như em là mũ trắng vậy đó. Thank you, wow. Chính số wasabi. Oh. Anh em một thử. Wow. Tí nữa okay, em sẽ phạt anh gái của anh. Ok, nhưng mà anh rất là thích món quà này. Thực ra là em rất là thích màu hồng đó, mà cầm để ý công nhận hay thiệt, trong khi là em cũng ít mặc đồ màu hồng. Cảm ơn Hồng. Hồng. Cảm ơn Hồng. Hello. Cảm ơn Hồng luôn. Cảm ơn Hồng luôn. Em cũng hồng, em cũng hồng, em cũng hồng. Em lại gây tổn thương. Em cũng hồng. Can we have another table? Yeah. Ren nói đi, Ren nói về món quà của cầm tặng cho em đi. Rất là ý nghĩa, anh cảm ơn em cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi đừng có cảm ơn chị, đừng Ren. Đó là một ngọn lửa thắp sáng trong cái con đường nghệ thuật của em đấy. Đúng rồi. Em đang định hỏi là đội trưởng có cho mấy con vợ ăn không? Đói quá, mấy con vợ ăn được. Ok, lần này tôi sẽ cho mấy con vợ ăn, tại vì tôi biết mấy con vợ rất mệt rồi. Ok. Em mà làm đội trưởng em cho mấy con vợ em ăn ngay. Em dễ dãi quá. Ngày mai đó em. Ngày mai đó. mai là cấm à. Em lo lắng quá, em làm đội trưởng em không biết phải làm gì với mọi người. Ôi, cảm ơn món quà của Cầm rất là nhiều. Cầm rất là tinh tế và kiểu dễ thương á. Vì em thấy đó là em là thành viên nhỏ cũng như là thành viên mới, nhưng mà em biết gọi là kiểu quà cáp cho mấy anh chị kiểu này thì em gây ấn tượng tốt cho mấy anh chị thôi. Yeah. Thật ra cái hành động mà tặng quà cho người khác nó giúp mình giảm được stress rất là nhiều. Đúng rồi anh, ngày 3 em cũng có sinh nhật đó. Mà thường em hay nhận quà sớm lắm. Cái tính của em là thường là em không có tổ chức sinh nhật đúng ngày. Lúc nào em cũng làm trước tầm 4 ngày á. Thật ra đó là món quà sinh nhật của Cầm tặng em đó. Dạ thì cũng được vậy, đúng rồi. Nói chung là vẫn còn nhiều thành viên mà. Ý là em nói vậy thôi chứ quà cáp nói chung là anh em mình thì gặp nhau là vui rồi. Quà cáp gì ở đây. Tại vì em thích quà thôi, em ao ước được có những cái món quà từ những cái người mà mình cùng được đồng hành với nhau thôi. Chứ có, còn quà cáp thì... Có, chắc chắn là phải có rồi. Đó thôi là anh. Một cái kỷ niệm mà phải ấn tượng. Dạ. Em sẽ không bao giờ quên được những món quà của anh hoặc của Nhi hoặc là của Ren tặng em. Ồ dạ, vậy nếu bây giờ thì em cũng cảm ơn trước rồi. Em thấy vui vì điều đó thôi. Còn cái việc có hay không nó cũng quan trọng. Mấy con vợ ông ăn à? Mấy con vợ ông ăn à? Bảo đi là em tính là anh Luật cũng là con vợ của em đó. Nói chung là em ở Hà Nội, bọn em có những cái cách mà gọi là nói chuyện với nhau thì em cảm giác là thôi mình cứ là chính mình đến đây mình cứ đúng nói rồi. Những cái câu chuyện đúng mà. Rồi không, nhưng mà anh thích những cái ngôn ngữ đó nha, anh phải học á để anh về nói chuyện với mấy con vợ của anh. Anh nghĩ là Brent nên gọi với Cầm bằng em đó. Thế lúc trước khi vào chương trình này em luôn luôn nghĩ nó thuận vai với lại thuận miệng hơn. Thế là nếu mà em làm em ấy thì vai em sẽ là đội trưởng. Yes, yes. Ai đồng ý ạ? Tôi là đội trưởng, tôi đồng ý ạ. Rồi ba người đồng ý rồi, ngày mai em làm đội trưởng nhá. Dễ thương quá à. Đấy, hay lì xì cho ba một miếng được không ạ? Trời ơi, dễ thương quá thiệt đó Nam ơi. Xem có thể dễ thương như vậy, Nam đòi lì xì cho bé một miếng. Đi mất rồi.
lần đầu tiên đi Bangkok mà cảm thấy nó chiêu chiêu, thoải mái. Mình công nhận là chuyến này mình ăn nhiều thật sự. Nhiều quá, nhiều quá. Mình rất là có lý khi mà mình ở lại Bangkok thêm một ngày hôm nay á. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu như đang sống chậm tại Bangkok á nha. Bình thường em đi là em sẽ kiểu vội vã ăn nhanh. Mỗi quán em sẽ ăn một chút vậy đó. Chứ không có kiểu mà ngồi nói chuyện rồi lai ra ở quán không khí vậy, quán này dễ thương quá. Vô cả đi mọi người, vô cái đi. Dạ. Zota, hầu Zota nha. Zota, hầu Zota. Ren cứ hay lèm bèm, em cứ nói to. Thế mà nó bảo anh liên thuyền đấy. Cái kiểu của nó hay lèm bèm ấy. Nó giống mấy cái đứa mà bạn nó ngồi với nhau nói chuyện kiểu mấy có hay mấy cái dùng cái từ kiểu. Bao ba sao vậy? Hôm qua tụi nó hỏi là ngày mai mình dạt vào đâu ấy nhở? Ngày mai chúng mình dạt vào đâu ấy nhở? Hay gì cứ cười em nhở? Anh ai chứ, tụi mình chuẩn bị đi kìa, thôi nhổ đi. Ok, ok, nhổ. Nhổ là cái gì? Ây. Nhổ là đi. Ê, quay. Dạ. Đang chị gọi là nhổ đi hả? Hello. What's your name? Tại ơi. Lister. Wow, really nice. 100 bạc tuyệt vời. Đúng chưa? Đúng rồi. Yes. If you... Thank you. Dễ thương quá vậy. How old are you? Wow, you speak English very well. What's your name? Lister. Nam biết hai con à? Mời tối. Nãy giờ hỏi hai lần. You're so cute. So cute. So cute mà. Cute luôn mà. Cute thật sự luôn á. Nói giỏi tiếng Anh nhờ. Nhưng mà em nghĩ là lớn lên ở trong một cái khu vực mà kiểu toàn khách du lịch này chắc chắn là học rất nhanh ấy, mà học rất là nó sẽ rất giỏi. Cái sự tiếc nuối lớn nhất của em từ nhỏ tới lớn là gì? Em nghĩ là tiếc nuối lớn nhất của em từ bé lớn và đến bây giờ em nghĩ là kiểu chưa em chưa có cơ hội được gọi là dành thật nhiều thời gian với bố, và đấy là cái mà em tiếc nhất. Nhưng mà có vẻ em thân với bố em hơn mẹ em. Em thân với mẹ em hơn. Ờ. Cho nên là em không có thời gian dành nhiều thời gian với bố. Mà từ đó đến giờ em có bao giờ nói yêu bố em chưa? Kỳ lạ đúng không? Rất là kỳ lạ. Mà dù em nghĩ là ở trong cái... Nghĩa là em cảm thấy em rất muốn nói, đôi khi rất muốn nói. Nhưng mà cảm thấy là mình lớn lên và mình chưa... Nghĩa là bởi vì bố em cũng không bao giờ nói yêu bố yêu con ấy. Nghĩa là nó không như thế trong gia đình ấy. Nhưng mình sẽ không có cái gọi là cái suy nghĩ là mình phải nói con yêu bố. Thật ra bản thân anh tới giờ anh cũng chưa nói anh yêu bố anh. Anh cũng chưa nói là ba ơi con thương ba. Chưa bao giờ nói. Con gái thì có thể nói cái điều đó với ba mình được. Nhưng con trai thì khó nói lắm. Khó, không nói được. Nhưng mà anh mới nói cách đây 3 tuần. Vì thật ra anh cứ suy nghĩ cái việc đó hoài. Tại lúc mà anh làm một cái phim cũng nói về tình cha con á, khi anh xem cái phim nó xong á, tự nhiên anh mới phát hiện một điều. Ôi trời, 40 năm trời mình chưa bao giờ nói chuyện là mình thương ba mình hết. Xong rồi cái 3 tuần trước mình mua một cái món quà mình tặng ông cũng không quan tâm tới nữa. Ôi trời, làm gì quà cáp cho mày, thôi lấy đi, thương ông lắm á nha. Vậy giỡn giỡn vậy thôi chứ không phải là dám đứng trước mặt gọi là nghiêm túc, ba ơi con thương ba, chưa bao giờ dám nói điều đó. Nhưng mà bảo đảm là giống như Nhi hay là Cầm đã từng nói thương ba mình rồi. Đã từng nói rồi đúng không? Con gái thì dễ nói. Cái kiểu mà nũng nịu với ba này nọ thì dễ lắm. Nhưng mà còn con trai thì rất là khó. Vì sao? Vì anh thấy là anh nên nói. Vì ba năm nay cũng 70 rồi. Tới một ngày nào đó em cũng sẽ nghĩ giống như anh. Vì bây giờ em cái thời điểm anh bằng em, anh cũng chả nghĩ điều gì. Thật. Lúc anh bằng em anh cũng chả nghĩ điều gì. Nhưng mà tới một thời điểm nào đó mình sẽ nghĩ ra, mình sẽ nghĩ là giống như em tới bây giờ mà em nghĩ được là em không dành nhiều thời gian với bố em là em đã trưởng thành rất nhiều so với cái tuổi của em rồi đó. Cái điều đầu tiên trong cuộc đời của em á, làm cho ba mẹ em hạnh phúc nhất là lúc nào? Cái đó là phải thì hơi khó nha. Nếu như từ phía của em á, nếu mà nói là em nghĩ cái điều gì em làm,
em khiến cho ba mẹ em cảm thấy hạnh phúc nhất, thì em nghĩ đó là đến thời điểm hiện tại, khi mà em làm nghệ thuật được hơn 10 năm rồi, thì mình vẫn là con của ba mẹ mình. Mình vẫn là Diệu Nhi của bà con dòng họ của mình. Mình không có bị thay đổi thành một cái con người khác. Mình chỉ thay đổi là mình trưởng thành hơn, mình biết suy nghĩ hơn thôi. Mình không có bị khác những cái mà trước ba mẹ kỳ vọng. Bởi vì khi mà em đi học trường sân khấu điện ảnh đó, ba em đã nói với một câu là học cái nghề này nó phức tạp lắm, người lớn mà ta nghĩ là phức tạp lắm. Thì sau mười mấy năm làm thì đã là con gái nữa, chắc chắn là khi vô nghệ thuật ba mẹ sẽ rất là lo lắm luôn á. Một lần em đi quay hay là em làm gì là ba em ở nhà với mẹ em ở nhà thức khuya đợi em về mà lo dữ lắm. Thì em nghĩ là mình tạo được một cái niềm tin cho ba mẹ của mình mà mình thực hiện được nó, là ba em nói là lúc mà em chọn ngành sân khấu á, em học trường sân khấu điện ảnh đó, là ba em nói là con cứ học đi, ba mẹ biết là cái nghề này nó phức tạp lắm, không có mối quan hệ, không ai chống lưng, cũng không có cái gì đầu tư ban đầu, thì chắc chắn cái con đường mình đi nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Nhưng mà miễn con làm cái gì con cảm thấy vui, con cảm thấy hạnh phúc và con luôn nhớ con là ai là được. Và đó là em nghĩ là đến hiện tại em luôn biết mình là ai và mình đang làm cái gì. Thật ra cái điều hạnh phúc của ba mẹ mình rất là đơn giản, là chứng kiến con mình thành công và nó không có mất đi cái những cái gì mà ba mẹ dạy dỗ. Đó bé Cầm nha, điều gì của bố em thích nhất và điều gì của bố em không thích. Nói đây không phải là vì bố Cầm là người nổi tiếng, mình đang trao đổi với nhau trên cái phương diện là những người anh em nói về cha mẹ, nói về gia đình. Bố em á thì mọi người hay thể ý thì bố em kiểu hay rất là nhây, rất là trêu mọi người, nhưng mà thực ra bố em rất là quan tâm ấy, tốt tính ấy, là kỹ tính. Anh xin lỗi Cầm, anh nói thật với Cầm luôn nha, lúc mà anh nghe chương trình nói là em là lần đầu tiên anh biết được em là con của bố Duy Mạnh, thì anh không nghĩ là ổng có một đứa con gái lớn, anh nói thật. Chị cũng không anh nghĩ là có một thằng bé nhỏ nhỏ, ông hay dạy đánh đàn, ông hay la, ông hay nạt nộ đó, ông hay la đó, thì mình cứ nghĩ là thằng nhóc đó không à. Đầu em cũng vậy. Và mình thấy hai cha con rất là vui, rất là tương tác thực ra. Như hai người bạn ấy, như hai anh em ấy. Anh với anh Điền ở nhà cũng vậy. Anh có bao giờ nói chuyện nói đàng hoàng đâu. Khi mà đi làm việc với em này nọ thì thấy cách em biết chứ biết sao, ngay cả cái hành động mà em mua quà tặng cho mọi người này kia, thật ra đó là một cái hành động của một đứa trẻ được giáo dục trong một cái gia đình đàng hoàng. Cảm ơn. Thật mà. Em thích bố em một cái là bố em rất là tận tụy với nghề, rất là đam mê, và đến tận bây giờ bố em vẫn cứ hàng ngày ngồi viết nhạc, rất là kiểu bỏ hết tâm huyết vào nó ấy. Em cảm thấy cái điều đấy là cái điều mà em bị ảnh hưởng với bố em ấy. Xong rồi em thấy là bố em thực sự rất là kiểu, nghĩa là bố em luôn luôn bảo em ấy là con, khi mà con đã tập trung vào âm nhạc ấy, là con chỉ tập trung vào nó thôi, con đừng nghĩ đến là mình phải làm ra tiền rồi phải suy tính toán các thứ, vì nó sẽ mất đi, giống như lần trước anh nói với em ấy, là nó sẽ mất đi gọi là cái nghệ thuật, cái tính nghệ thuật của cái nghề mình đang làm ấy. Thì em thấy là cái đấy là điều em thích nhất ở bố em. Nói chung là rất là tận tụy, lúc nào cũng nhắc đến là mình phải tử tế đàng hoàng mà không được kiểu suy tính các thứ rồi làm hại ai hết. Em không thích thế. Còn việc em không thích của bố em là tại vì bố em là một người cũng khá là độc đoán. Trong cái việc mà bố em làm nhạc rồi cái cách mà bố em suy nghĩ ấy, thì nó khá là độc đoán, cho nên là thường ở nhà bố em sẽ hay muốn em phải làm cái việc đó. Không, cái đó thực sự ra là anh hiểu. Vì em biết một điều là có một đứa con gái nó khó lắm em. Thật mà, nhất là con gái của mình đi theo cái nghề này. Giống như ba mẹ Nhi thì không có trong nghề, cho nên chỉ nhìn thấy là ê, cái này nó nguy hiểm lắm nha, nó gì vậy nha. Nhưng bố em là trong nghề, bố em biết được nó sẽ nguy hiểm thế nào, biết được cạm bẫy ra sao. Nhưng mà bây giờ nếu ông nói quỵt tẹt ra cho em thì em cũng chả hiểu đâu. Em thấy giống như là người lớn thì sẽ có nhiều kinh nghiệm đi trước thì biết cái nào là sai, cái nào là đúng, cho nên là người lớn hay chỉ mình. Nhưng mà còn khi mà mình có cái độ tuổi nhỏ đó, mình nghe người ta nói mình mơ hồ lắm, thì mình phải đi mới biết được. Cho nên chị nghĩ bố em như vậy là đúng, nó chỉ là ở cái lứa tuổi tụi em còn trẻ đó, mình còn chưa nhìn ra được đâu. Nhưng mà lần đầu đi tham gia chương trình này, bố mẹ dặn là có nói gì này kia gì không?
Mẹ em thì rất là lo. Mẹ em lo lắm, cũng sợ là kiểu ra ngoài chưa biết giao tiếp với mọi người các thứ ấy. Mẹ em rất là lo lắng ấy. Còn bố em thì kiểu là thôi cứ chơi đi, cứ chơi với các anh chị vui là được, vui là chính, quan trọng là phải vui hết mình. Dạ, cũng nhân đây xin gửi đôi lời đến mẹ của bé Cầm. Dạ, em Diệu Nhi là cũng là có cái thời gian mà ở với bé Cầm rất là nhiều. Cũng tốn tiền với Cầm nhiều. Tại vì hai chị em gái mà thì cũng có bữa là chung phòng rồi cũng nói chuyện chia sẻ này kia với nhau, những cái chuyện chị em phụ nữ đó. Thì thật sự mà nói không phải vì chương trình, nhưng mà Nhi cảm nhận bé Cầm là một người rất là tinh tế và rất là tình cảm đó, cho nên mẹ bé Cầm yên tâm, cũng rất là lễ phép nữa, cho nên hai chị em khá là hợp với nhau. Chứ không đơn giản mà, không phải đơn giản mà Diệu Nhi cho bé Cầm tới bây giờ cũng 2,000 bạc rồi chứ không ít đâu. 2,000 bạc là cả một gia tài với Diệu Nhi. Dạ, chứ không phải đơn giản đâu. Bé Cầm biết đó, em là một người tiền vô nhưng mà khó ra dữ lắm, nhưng mà bữa giờ em cũng đến với bé Cầm hơi bị nhiều bạc thái rồi. Nên là phụ huynh ở nhà yên tâm nha, không phải lên chương trình mà nói này kia đâu, chứ bé Tầm thật sự ngoan, rất rất là ngoan, rất là dễ thương. Không nghĩ là hai đứa này nó lại kiểu dễ thương vậy, mà nói chuyện cũng rất là duyên dáng. Phụ huynh nếu mà coi từ đầu đến cuối thì sẽ thấy là mặc dù ít nói nhưng mà nói là có duyên. Không, thực sự ra mỗi tập mấy bạn thêm một chút ha, mỗi tập các bạn thêm một chút thoải mái thôi. Hay. Bé Nam nha, từ đó đến giờ đi, em có bao giờ làm cho ba hoặc mẹ em khóc chưa? Nói chung là cái này là em thấy nó cũng hơi hồi xưa nó hơi trẻ trâu á. Cái lần và đó cũng là một lần đầu tiên mà em biết xin lỗi mẹ luôn. Thì cái hồi đó nói chung là hồi trẻ trâu, thành ra là kiểu đi học mấy đứa bạn ở mình chơi chung cũng toàn mấy đứa kiểu hơi chơi bời. Thì tới cái ngày đó cũng ngày sinh nhật của em, xong là em nhớ là đợt đó là cũng thi đậu tốt nghiệp hay đại học gì đó rồi đó. Xong là xin tiền mẹ là tổ chức một cái tiệc sinh nhật nó hoành tráng xíu. Nhưng mà nhà mình thì cũng không phải là nhà khá giả. Thì mẹ em nói chung là mẹ em nghe, nói chung là mẹ em cũng sốc. Và nhưng mà mẹ em vẫn cho. Nhưng mà em biết là mẹ em buồn. Xong rồi cái ngày mà em tính là em sẽ làm á thì em quyết định không làm nữa. Em bị cảm thấy là mình khá là ích kỷ với lại còn trẻ con. Xong cái lần đó em lại mình ôm mẹ, mình xin lỗi mẹ, con biết là mẹ thương nhưng mà có vẻ như là con đang đi hơi quá với cái suy nghĩ của mình. Mà lần đó là lần đầu tiên, hồi đó em hồi cấp 3, có nghĩa là em không phải là một đứa hư hỏng, nhưng mà ý là cũng phải là một đứa ngoan. Bốc đồng. Cũng hơi bốc đồng, kiểu giống như là cũng vậy đó. Xong cái lần đó em xin lỗi, xong cái mẹ em khóc. Mà lúc đó em cũng khóc luôn. Thì dạ. Chắc mẹ em khóc giờ không phải là bởi vì buồn em gì đâu, mà chắc mẹ em khóc vì hạnh phúc ấy. Thấy con em cũng không biết. Xin lỗi. Lúc đó thì em chưa đủ lớn để mà em hiểu được mẹ đang nghĩ gì. Bà tính ra mấy bạn này lớn trong cái suy nghĩ nhanh dễ sợ luôn trời. Tôi chả bao giờ suy nghĩ tới điều đó lúc năm tôi, những cái tuổi đó luôn á. Cho tới tôi 25, 26, 27, 28 tuổi luôn, tôi chả suy nghĩ tới cái việc đó luôn á. Tôi không bao giờ nghĩ tới hậu quả luôn á, thật. Có nghĩa là anh đang ngủ nhà 11, 12 giờ đêm, bạn anh đi ngang qua chỉ cần tạo một cái động tác nút chuột hay là hít sáo hay thôi là anh leo rào đi ra ngoài đường liền, anh chả quan tâm tới chuyện là bà già anh mới đang khóc ở nhà thì sao? Nãy giờ mình nói về chuyện gia đình cũng khá là nhiều rồi. Thì em nghĩ là bây giờ mình quay sang một chủ đề gì đó về tình yêu đi. Tình yêu mới thì sao nhỉ? Hay là tình yêu cũ nhỉ? Ôi anh ơi, tại vì em cho đi từ lâu rồi. Em chỉ cho mệt đấy ạ. Nhưng mà em nói như vậy là người yêu cũ. Nhậu cứ ngồi gọi là người yêu cũ này. Nó vô một cái để cho con. Nhưng mà em nói vậy em không sợ người yêu cũ của em tổn thương sao?
À không, người yêu cũ em nghĩ là người yêu cũ em là đều là những người đàng hoàng. Em cũng không sợ họ tổn thương. Em nói chơi thôi. Chơi thôi không? Đúng không? Ờ, có nghĩa là cho đi luôn, có nghĩa là chuyện nó qua rồi là mình cho đi thôi. Tới nữa. Yes. Thôi. Anh Luật thì sao nhỉ? Con anh Luật năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi Luật chuyện tình cảm người yêu cũ như vậy mới thú vị vậy. Có nghĩa là thực ra chuyện người yêu cũ ở đây có nghĩa là ai cũng có mà, đúng không? Mình kể về cái kỷ niệm gì đó thì cho nó thú vị thôi. Ok được. Thực ra đối với anh nha, tất cả những người yêu cũ là những người tốt, những người đàng hoàng. Nhưng mà nói tốt thì sẽ không tốt bằng vợ anh. Câu này chữa lành tốt này, chị Trang sẽ không giận. Tốt bằng vợ anh. Và cho tới tận bây giờ thì cái chuyện cũ là anh không còn nhớ nữa. Anh không còn nhớ một chút xíu nào hết. Trong đầu anh bây giờ chỉ có vợ và con anh thôi. Anh với lại vợ anh hiện tại bây giờ á là không giống vợ chồng. Anh với vợ anh hiện tại bây giờ là giống như đang yêu. Thật sự ra mà nói, anh không nghĩ đây là lần đầu tiên mà anh đi xa vợ anh nhiều ngày nhất. Đúng rồi, anh Luật lúc nào đi đâu cũng phải có chị Trang. Ủa vậy hả? Chứ bình thường anh đi phim sao? Anh đi phim 2-3 tháng, anh đi tỉnh 2-3 tháng thì em có nghĩa là đi 3 ngày, chị Trang không có theo. Anh đi 3 ngày, anh được nghỉ 1 ngày thì đêm khuya hôm cái khuya mà cái ngày anh nghỉ á là anh sẽ chạy thẳng về Sài Gòn. Sau đó là anh ngủ với vợ anh một đêm, rồi khuya hôm sau anh sẽ lên sớm. Để anh sáng hôm sau là anh ngủ trên xe luôn, để sáng hôm sau anh ra xe anh quay. Anh chưa bao giờ thật sự luôn là chưa bao giờ anh đi xa vợ anh lâu như vậy. Và chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang như vậy luôn, anh nói thật. Có nghĩa là khi anh về anh không biết anh phải bận cái gì. Lúc mà chương trình đem anh ra sân bay là anh vừa sợ mà anh vừa giận. Anh nói nghiêm túc trong đầu anh suy nghĩ anh tính không làm rồi đó. Anh nói thiệt, anh tính không làm rồi đó. Tôi không có cái gì hết nha mọi người, không tiền, không bạc, không người thân luôn nha. Lên không có chụp hình đi Thái luôn em ơi. Thôi đi đi. Đi làm mà sao giọng bực bội vậy? Anh bực sáng giờ hả chị Trang? Sáng giờ rồi bạn, sáng giờ đi vòng. Nói chứ chắc anh đi thiệt. Anh nói nhưng mà bây giờ quay hình không lẽ giờ mình thể hiện sự giận dữ này kia, cho nên là mình nghĩ tới nghĩ luôn, mình nghĩ cho đại cuộc này kia, xong rồi anh mới nhắn với vợ anh thì vợ anh trả lời anh cái tin là thôi ông hay nói đến thì đón mà, thì ông đón đi. Thì tôi biết chắc chắn bà biết câu chuyện này, có nghĩa là bà đã chuẩn bị cho mình rồi, tự nhiên lúc đó mình an tâm được một khúc. Với mình enjoy theo cái tình huống luôn, mình enjoy theo cái tình huống đó, mình kệ kệ, mình nghĩ kệ sao cũng được. Thật sự ra là đồ đạc tất cả mọi thứ mở ra là và lấy y chang cái ý của mình luôn, không có sai một cái ly nào luôn á. Anh bảo đảm không còn trợ lý nào làm được điều đó. Yes. Đồ của trợ lý với lại stylist lựa cho anh đâu bận đâu nè, đồ này bà lựa cho anh nè. Là anh bận đó. Sáng anh ra em thấy là bộ đẹp nhất bữa đó. Mình bận vô thì mình thấy mình tự tin liền à, còn cái bộ kia mình bận không có tự tin. Nó không phải là mình. Cho nên là anh có chụp cái hình anh đưa cho vợ anh nói trời ơi, nó nghĩ sao đưa anh bộ đồ vậy. Trang ơi thôi anh bận đồ em bận. Vậy hả, bữa giờ thấy anh bận bộ nào cũng đẹp mà. Em thấy bộ này đẹp nhất hồi trưa là lúc anh vừa xuống mấy cái bộ, mấy cái bộ đi biển cực đẹp ấy, là mấy cái bộ màu màu đẹp. Mấy cái bộ kia là stylist chọn cho anh. Đó là phong cách của stylist định hình cho anh. Còn đây là phong cách mà anh thích nhất. Của vợ anh. Có nghĩa là giống như thật ra bây giờ là kêu anh đi mua đồ nha, kêu anh đi vô ông Luật đi mua đồ là anh không biết lựa gì. Anh nói nghiêm túc, anh không biết lựa gì, tại vì anh đi mua đồ là bà lựa cho anh hết. Bà nói cái này đẹp là anh mặc định cái đó đẹp, và bà nói cái kia đẹp là mặc định cái đó đẹp. Và tụi anh giống như là đang yêu nhau chứ không phải là đám cưới rồi. Trời ơi, tụi anh ở nhà giỡn khủng khiếp lắm em ơi. Người chị của em. Em không thể nào nói giống anh được. Em giỡn rồi. Anh em không thể nào copy bát được. Cái đầu nhất nhá. Đau nhất cái người yêu cũ của em ấy, thì lại là chồng em. Bây giờ làm chồng rồi thì hết là người yêu thì là người yêu cũ đúng chưa? Thì bây giờ người yêu cũ là làm chồng em rồi. Thùng kẹo léo quá. Thì nói chung thì để nói về cái người yêu cũ đó đó. Dạ. Phải biết nói gì đây? Nếu mà so với cái, em hỏi nếu như mà so với cái người yêu cũ đó, với cái người chồng hiện tại thì chị thích người nào phiên bản nào hơn? Chị má thật sự nhá. Yes. Nếu mà so phiên bản người yêu và phiên bản chồng ấy. Dạ. Là phải là phiên bản chồng thôi, tuyệt vời. Tại vì tôi thấy ánh mắt giả dối ở trong này. Ê cái thằng nhỏ này. Tôi
Tại vì nhá, như cho mọi người biết, ví dụ như mình khi mà mình yêu nhau ấy, yeah, thì mình chỉ nghĩ là ồ bữa nay đi chơi, không, rồi ăn anh bao, bữa nay em có tiền em bao anh, yes, rồi tối mình nay về nhà nấy ngủ, yeah, yêu nhau mà đúng không? Ừ, yeah, là mình đã thấy cái con người đó là tuyệt vời rồi. Còn phải... cái gì mà có thể mà gọi là gì nhở? Đó gọi là tuyệt vời đi. Tuyệt vời. Nhưng khi đã là chồng mình, yeah, khi mà vợ chồng thì nó còn cái gì nữa? Nó còn trách nhiệm. Trách nhiệm. Nó còn đối nhân xử thế giữa hai bên gia đình. Chị nói thật nhá, người chồng hiện tại của chị á, 10 điểm một. Tuyệt đối không có nhưng. Không ai nào. Nói về em đi Nam. Đúng rồi. Nói về người yêu cũ của em đi Nam. Thực ra thì em nhiều người yêu cũ. Và em cũng thường thì em cũng không bao giờ em phủ nhận là cái việc là em có những nhiều kỷ niệm. Tại vì em những cái kỷ niệm với tình yêu em không bao giờ em quên. Em là một người rất thẳng thắn. Có những gì mà nó đã trải qua rồi, mình còn kỷ niệm hay cái gì đó thì với em nó vẫn là ở đó, chứ nó không bao giờ mất đi. Sẽ không bao giờ có cái kiểu mà mình sẽ không có nhớ gì cả. Không sao được, người yêu cũ cũng đã là một cái người mình đúng rồi từng yêu rất là nhiều, dành những cái gì tốt nhất cho họ. Nó vẫn luôn ở đó, đúng kỷ rồi. Niệm mọi thứ nó vẫn luôn ở đó. Chỉ là mình không nhắc thôi đúng không? Mình không nhắc thôi, chứ còn nếu mà nói hiện tại của mình buồn thôi. Đúng rồi, chứ còn mà nói mình xóa hết đi, mình không còn gì nữa thì không bao giờ có chuyện đó luôn. Không, nhưng mà không phải là xóa nha, nhưng mà nói là nhớ là mình không có nhớ. Dạ. Không có thể là bây giờ đang ngồi Thái Lan tự nhiên kêu ê tôi nhớ quá, tôi nhớ nhỏ bằng cái cũ. Không, không có. Không phải là nhớ nhung. Không phải như vậy. Là nhớ rõ những cái ký ức nhớ như trải qua cùng nhau. Chạy chạy gọi là cả một hồi đang ngồi chữa chạy với nhau. Chữa cháy, bình xịt chữa cháy. Yes. Không, thì em thẳng thắn nói chung là nhưng mà các phụ huynh ở nhà cứ an tâm, các con vợ ở đây đều rất ngoan. Shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người và tan dương có cây lặng thinh. Em dạo này có đi xa cuối tuần. Em dạo này có gặp Vi và Xuân. Hằng đêm em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân. Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới. Dạo này người ta có khiến em cười. Và tình yêu, và quần áo, và đồ chơi mới. Xin nhớ thay nuông chiều làm ta lười. Ai dù không cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi Trà Đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi Trà Đá Hồ Gươm. Giờ này em đã có chồng rồi. Và niềm vui và khổ đau và kỳ lạ mới, xin nhớ cho nuông chiều làm ta hồi xuân. Ai dù không muốn tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi Trà Đá Trà Đá Hồ Gươm. Nhưng em có đi Trà Đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi Trà Đá Hồ Gươm.
Ê, lấy đá cho mấy con ghế đi. Ok. Mấy con vợ em tiếp ngay. Mấy con vợ à, thế chú... Em hát từ nãy giờ em cảm thấy mình đang ngồi ở trà đá Hồ Gươm. Ờ, chu chu, đúng mà. Thiệt mà. Kiểu cảm giác nó mát, mọi thứ nó lắm vào lắm rồi. Trong bọn này cũng giống kiểu Hà Nội ấy. Dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có má. No, chị đang có mong muốn má. No. Không má. No, chị đang có mong muốn là má. Dạo anh xem một cái bè mới vào một cái bè trắng bóc. Thằng á? Ừ. Lướt qua nhớ anh luôn. Ê. Ê thật nha, thật nha, thật nha. À, chia tỉa rồi, chia tỉa đầu anh rồi. Ê, trên đầu em cũng dính nha. Ê, xí được ông chim ỉa, tùm lum tùm la, tùm lum nghệ sĩ nè. Chim ỉa. Ê, cho em đi thêm. Chim ỉa, em lum hàng chim luôn đấy nha. Đang nghĩ ở vị chim hát. Đang hát thì chim ỉa. Cùng người đang nghĩ chim hát. Đang nghĩ ở vị chim hát. Đang nghĩa chim hát. Đuối à. Đuối à, đuối à. Em cũng dính một đống nè. Ở bên này. Ở bên này. Dính nhiều không cộng? Tính một khúc ở bên này à? Dính một, một chấm rồi. Tôi nhẹ lắm. Tại tôi không có tóc, làm cái bẹt của nó chạy xuống rồi. Đang nghĩa rồi. Em sẽ lên tàu anh nhớ. Không thôi, không còn kêu đang nghĩa chim hót. Anh tự xịt đi, không đứng đây ra hiểm nào em. Nhâm, nhâm, lộn, đang nghĩa chim hát. Nhâm, nhâm. Mọi người nói là đang hát mà bị chim ỉa. Nó bị hưng phấn quá, nó vui quá, nó trời ơi, đang ỉa mà chim hát. Nam ơi, có xịt không em? Xịt chứ, ồ. Hồi nãy mà phiêu đó. Ê, còn kìa, còn kìa. Chùi cho sạch đi, cái tay còn cục ối kìa. Quá trời luôn trời ơi. Ê, đuổi nó đi đi chứ nó làm cái. Sao này mà đuổi được em, chim trời cá nước mà đuổi gì. Chứ nãy giờ nó ỉa anh Lục nhiều lắm á, mà anh Lục nói, ủa cái gì vậy ta, anh Lục tưởng là đồ giọt đó, giọt á. Thằng như ước còn không? Ghê bị trời. Nhiều quan tâm. Tiếng mất khúc ở bên này à? Dính mà. Tới rồi cả nhà ơi. Wow. Có lấy đồ hết xuống luôn. Cái của đội trưởng ơi. Ui. Hello. Tôi không lại. Gì vậy? Em sẽ không lại. Ui. Nếu đi vào phòng đó là ở chung với nhau. Chính xác. Ghét cái thái độ đồng nào đi của nó. Sao nó không có thôi.